Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, giáo sư Bành Lệ Viên và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng cho lịch sử quan hệ hai đảng, hai nước, góp phần quan trọng vào việc phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Từ việc coi trọng cao độ quan hệ giữa hai đảng, hai nước, với những thành tựu của quan hệ hợp tác đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong 15 năm qua và trước những yêu cầu mới, hai bên đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008 đến nay, với phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đã đạt được nhiều tiến triển tích cực, toàn diện, quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu. Trước những yêu cầu mới, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên quyết giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Kết quả của hội đàm thành công với nhiều nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng định vị mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc với 6 trụ cột hợp tác được xác lập đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nghe báo cáo về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương ký kết. Trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, quen nhau, hiểu nhau, thân nhau, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn hai bên tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và làm sâu sắc hợp tác thực chất, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, khẳng định hợp tác song phương trên các lĩnh vực có tiềm năng rộng mở, đề nghị thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả kế hoạch kết nối giữa sáng kiến vành đai và con đường với khuôn khổ hai hành lang, một vành đai. Tại cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, triển khai thuận lợi cửa khẩu thông minh, đẩy mạnh hơn nữa đầu tư tại Việt Nam, nhất là sớm có các dự án lớn, tiêu biểu trong các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh về công nghệ cao, chuyển đổi xanh, tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, kết nối hạ tầng giao thông, kết nối cửa khẩu. Đề nghị sớm thành lập tổ công tác giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án tồn đọng kéo dài, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại, mở rộng hợp tác về tài chính tiền tệ, góp phần thúc đẩy đầu tư và tiện lợi hóa hoạt động giao thương. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực,
ủng hộ đăng cai các diễn đàn, hội nghị quốc tế, thúc đẩy các cơ quan có trách nhiệm của hai nước kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng phù hợp với các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, phối hợp thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai đảng, hai nước. Qua cái chuyến thăm lần này thì Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình thể hiện cái sự coi trọng cao độ đối với quan hệ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và thể hiện cái sự coi trọng đối với lại uy tín của cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Mười lăm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008 đến nay, hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt được tiến triển tích cực toàn diện. Bước vào thời đại mới, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau khi bế mạc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành chuyến thăm mang tính lịch sử tới Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới. Hướng tới tương lai, phía Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Phía Việt Nam khẳng định luôn coi trọng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Đây là lựa chọn chiến lược của hai bên. Hai bên nhấn mạnh kiên định ủng hộ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước kiên trì tự chủ chiến lược, tự chủ lựa chọn con đường phát triển phù hợp với tình hình đất nước mình, kiên trì xử lý thỏa đáng và tích cực giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình, trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Trong bài viết đăng trên báo Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cho dù tình hình quốc tế diễn biến thế nào, hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam luôn cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình an ninh, cùng mong muốn hợp tác phát triển, cùng tạo dựng phồn vinh giàu mạnh, đi tới con đường tươi sáng, cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại. Bài viết khẳng định, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước kiên trì tin cậy lẫn nhau, kiên trì hài hòa lợi ích, kiên trì hữu nghị thân thiết, kiên trì đối xử chân thành. Trung Quốc sẵn sàng gắn kết sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với các nước láng giềng để mỗi bên đều có cuộc sống tươi đẹp. Cộng đồng quốc tế và Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc cũng thấy rõ hơn về những cái thành tựu Việt Nam đạt được trong 40 năm qua và nhất là trong những năm qua khi thực hiện các cái cương lĩnh về xây dựng đất nước trên cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì đồng chí Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc nói là mỗi lần sang Việt Nam thì thấy Việt Nam đều có những cái đổi thay to lớn. Qua 6 năm đồng chí lần thăm trước đến Việt Nam thì đến nay đồng chí sang thăm Việt Nam thì thấy là Việt Nam thay ra đổi thịt. Và cái đấy cho thấy những cái thành tựu to lớn của đổi mới ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới trải qua những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và chưa từng có tiền lệ, lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước kiên trì định hướng chính trị phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài, tuân theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Lấy dịp 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, làm thời cơ xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. 好，谢谢，谢谢。